Để lựa chọn tiêu chuẩn tính toán diện tích cốt thép, chúng ta sử dụng menu option, mục Preferences, chọn Concrete Frame Design. Lựa chọn tiêu chuẩn tính toán là VS 811097 và thay đổi hai thông số, đó là số giảm hoạt tải, chúng ta đưa về bằng 1, và hệ số giới hạn và điều kiện sử dụng cũng đưa về bằng 1. Chúng ta phải thiết lập xong tiêu chuẩn tính toán diện tích cốt thép cho nguyên tắc.